chiều ngày 21 tháng 3, Ban Thường vụ Thành đoàn Sóc Trăng đã tổ chức họp mặt cán bộ đoàn thành phố qua các thời kỳ năm 2023 với chủ đề Sáng mãi ngọn lửa thanh xuân. Đến dự có ông Võ Minh Chiến, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Quận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sóc Trăng. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 92 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ đoàn thành phố qua các thời kỳ gặp gỡ, chia sẻ, truyền lửa cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hồ Thị Cẩm Đào mong muốn thế hệ trẻ thành phố Sóc Trăng tiếp tục kế thừa và phát huy, cống hiến sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình vào sự phát triển chung của tỉnh. Cán bộ đoàn đương nhiệm tiếp tục quan tâm công tác đội phong trào thiếu nhi để giúp cho các em có bước đi vững chắc hơn và nỗ lực phát huy sức trẻ để đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số hiện nay. Sáng nay 21 tháng 3, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, có buổi làm việc với một số sở ban ngành và địa phương để nghe báo cáo đề xuất phương thức thực hiện quy hoạch dọc tuyến đường dẫn từ cao tốc đến tuyến tránh thành phố Sóc Trăng và quốc lộ 1. Cùng dự còn có ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng báo cáo đề xuất phương thức tổ chức lập các đồ án quy hoạch khu vực hai bên tuyến đường dẫn để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng hai bên tuyến đường dẫn từ cao tốc đến tuyến tránh thành phố Sóc Trăng và quốc lộ 1. Vướng mắc hiện nay, theo Sở Xây dựng cho biết, một phần đường dẫn cao tốc nằm ngoài vị trí thành phố Sóc Trăng, nhưng nằm trong quy hoạch mở rộng thành phố Sóc Trăng. Theo đó, Sở Xây dựng chia làm hai đoạn. Đoạn nằm trong ranh quy hoạch mở rộng thành phố Sóc Trăng sẽ tổ chức lập quy hoạch phân khu đô thị với 3 phương án. Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng đề xuất chọn phương án 1 với diện tích gần 356 ha. Đối với đoạn đường dẫn nằm ngoài ranh quy hoạch chung mở rộng thành phố Sóc Trăng, thuộc địa phận xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, Sở Xây dựng đề nghị giao Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên chủ trì, tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết, phạm vi quy hoạch, đề xuất lấy từ tim đường dẫn ra mỗi bên 160 m. Các sở ngành và địa phương cho ý kiến liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu đoạn đường dẫn nằm trong ranh quy hoạch chung và đoạn nằm ngoài ranh quy hoạch chung mở rộng thành phố Sóc Trăng. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đối với 3 phương án quy hoạch phân khu đoạn đường dẫn nằm trong ranh quy hoạch chung mở rộng thành phố Sóc Trăng nên nghiên cứu lại do có phương án không đáp ứng diện tích, có phương án lại rơi vào khu vực có đông dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý cần chờ quy hoạch tỉnh được phê duyệt thì mới tiến hành quy hoạch đường dẫn cao tốc. Vì vậy mà thời điểm này cần nghiên cứu mở rộng phạm vi ở 3 địa phương, gồm thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Tú và huyện Mỹ Xuyên. Xem xét lập khu đô thị, khu đất công nghiệp ở từng phân khu để thu hút đầu tư. Cũng trong sáng nay, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghe báo cáo về quy hoạch liên quan đến nút giao cao tốc nằm trên địa bàn huyện Trần Đề. Tiếp đó, trong buổi chiều, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp thẩm định giá đất để thông qua phương án xác định giá đất dự án khu tái định cư số 1 thành phố Sóc Trăng. Cùng dự có ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các sở ngành và địa phương có liên quan. Hội nghị đã nghe thông qua phương án xác định giá đất dự án khu tái định cư số 1 phường 4 thành phố Sóc Trăng. Về cơ sở pháp lý, phương án định giá theo từng vị trí tiếp giáp, đánh giá tác động về kinh tế xã hội đến giá trị tài sản định giá. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Văn Lâu cơ bản thống nhất giá đất ở và đất nông nghiệp theo phương án định giá, đồng thời lưu ý một số việc cần triển khai trước khi tiến hành các bước tiếp theo, đề nghị phương án đền bù do Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện. Hội nghị cũng đã nghe thông qua phương án xác định giá đất một số dự án khác trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu và thị xã Ngã Năm.